Từ bữa ăn của người lao động cần có sự cạnh tranh đến vấn đề phát triển quốc gia. Các sinh viên học quân sự tại khoa giáo dục quốc phòng an ninh thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội tố cáo nhà ăn của nhà trường cho ăn cơm thừa canh cặn, vừa có cả ruồi rán trong khẩu phần ăn của họ. Theo báo Dân Trí vào ngày 8 tháng 10, nhiều sinh viên cho biết cơm thừa trong bát của từng bàn trong bữa ăn trước được thu gọn trộn đều và đổ vào khay. Sau đó, nhà ăn đã chia số đồ ăn thừa cho các sinh viên đến sau. Sau khi được truyền thông nhà nước phản ảnh trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, đồng thời dư luận khẳng định đây là việc không thể chấp nhận được và đề nghị cần phải làm nghiêm xử lý đến cùng. Tuy nhiên, cách xử lý của ban lãnh đạo trường Đại học Bách khoa Hà Nội thể hiện sự khó hiểu, không thể chấp nhận được. Theo Phó Giám đốc Huỳnh Đăng Chính, một số thông tin phản ánh là đúng sự thật, nhưng cũng có những thông tin chưa chính xác. Trên mạng xã hội có sự tố cáo cho rằng lãnh đạo nhà trường đã lập tổ công tác điều tra xem có bao nhiêu sinh viên nói xấu trường trong các bài đăng trên mạng Internet để trừ điểm rèn luyện. Đồng thời, nhà trường cũng đưa ra các khuyến cáo đối với các sinh viên cần phải cẩn trọng trong việc bày tỏ ý kiến. Điều này dường như đã làm đổ gáo nước lạnh vào sự phẫn nộ của công luận. Được biết, đơn vị cung cấp khẩu phần ăn cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội là công ty dịch vụ đầu tư thương mại Bách khoa. Mỗi ngày, đơn vị này cung cấp khoảng 2.000 suất ăn cho sinh viên tham gia huấn luyện quân sự. Các bữa ăn này do sinh viên nộp tiền trong khóa học 2 tuần, với chi phí khoảng 1 triệu 600 ngàn đồng. Ngay sau khi sự việc bị tố cáo, nhà trường đã dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn. Mới đây nhất, vào ngày 12 tháng 10, Bộ Giáo dục Đào tạo và có công văn gửi tới Đại học Bách khoa Hà Nội về sự việc kể trên. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Đại học Bách khoa Hà Nội xác minh làm rõ nội dung phản ánh của công luận về chất lượng bữa ăn không đảm bảo, đồng thời yêu cầu Đại học Bách khoa Hà Nội phải xử lý nghiêm minh tập thể và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Những điều vừa kể trên thể hiện một lối tư duy của lãnh đạo Việt Nam ở mọi cấp, mọi ngành, từ trung ương tới địa phương, đó là luôn nhìn người dân như thế lực thủ địch. Hễ có ai lên tiếng, có ý kiến trái chiều, thì ngay lập tức tìm mọi cách để mà bịt miệng. Trong khi ý kiến của sinh viên trong vụ việc vừa kể trên là quyền cũng như trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi của mình. Bên cạnh đó, ở Bình Dương, công ty cổ phần may mặc đã cho công nhân quẹt thẻ để chọn phần cơm mà mình thích. Công ty này đã thiết kế máy quẹt thẻ cho công nhân và cuối mỗi bữa ăn dựa vào số thẻ công ty sẽ thanh toán tiền với đơn vị nấu ăn. Quan trọng hơn, mỗi ngày ở nhà ăn sẽ có hai đơn vị cung cấp khẩu phần ăn khác nhau nhằm có sự cạnh tranh về thực đơn và phong cách phục vụ để công nhân có sự lựa chọn tốt hơn. Và điều đó mang lại những bữa cơm chất lượng cao nhất cho người lao động. Đây là một hình mẫu đáng chú ý và cần nhân rộng. Tương tự trong việc quản trị đất nước ở tầm vĩ mô, nếu có sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đảng chính trị, để người dân có quyền lựa chọn thì chắc chắn đất nước sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều. Vì cạnh tranh khiến các đảng phái phải đưa ra các chính sách hợp lòng dân và nỗ lực thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Đây là một sự thật rất đơn giản. Nhưng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cứ giả điếc, không muốn nghe và không chịu hiểu. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cấp tốc sang thăm Việt Nam nhằm mục đích gì vậy? Khác với người tiền nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm được cho là một chính khách thực dụng, ít quan tâm đến vấn đề lý luận. Sau khi chính thức được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có nhiều biểu hiện cho thấy cựu Bộ trưởng Bộ Công an sẽ xóa bỏ các di sản của ông Trọng để tạo ra các dấu ấn riêng của mình. Đặc biệt trong vấn đề đối ngoại, theo một số nhận định, Việt Nam sẽ ngả sang Hoa Kỳ và phương Tây nhiều hơn, đồng thời dần rời xa Trung Quốc. Đây là lý do khiến cho Bắc Kinh rất không hài lòng. Tuy nhiên, cũng theo một số nhận định khác, với Tổng Bí thư Tô Lâm, đằng sau các chủ trương của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy dường như đang cố tình làm lợi cho Trung Quốc. Đặc biệt, chính phủ Việt Nam dự định sẽ để một công ty của Trung Quốc thi công hệ thống cáp quang ngầm dưới biển. Điều này gây lo ngại rất lớn vì liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, sẵn sàng có thể bị Trung Quốc nghe lén bất cứ khi nào và bất cứ ai. Mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 10. Ông Lý Cường được đánh giá là một tay chân thân cận của Tập Cận Bình. Điều đó có liên quan gì để các đánh giá sau vụ Trung Quốc tấn công tàu cá của Việt Nam trên Biển Đông đã làm bị thương rất nhiều ngư dân của Việt Nam? Có phải Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Việt Nam để hóa giải vấn đề này không? Hay để tiếp tục đe dọa Việt Nam nếu không theo đuổi họ? Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn được cho là thân Bắc Kinh từ khi ông trở thành bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Bước tiến đó đã đưa ông trở thành trưởng ban tổ chức trung ương.
Sau đại hội đảng thứ 13, ông Chính vượt qua cả Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ để trở thành Thủ tướng trước sự ngạc nhiên của giới quan sát quốc tế. Một số ý kiến cho rằng việc ông Chính thành công ngồi vào ghế Thủ tướng có bàn tay sắp đặt từ Trung Nam Hải. Mặc dù truyền thông của nhà nước Việt Nam cho rằng chuyến thăm của ông Lý Cường được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 6 năm 2023 trước đó, nhưng có một số diễn biến rất bất thường từ chuyến đi này, đáng chú ý như sau. Thứ nhất là quan hệ giữa Việt Trung vẫn đã xấu đi rất nhanh và rõ rệt. Trên Biển Đông thì lực lượng chấp pháp của Trung Quốc nhiều lần ngang nhiên tấn công tàu cá, đánh đập dã man và bị thương nhiều ngư dân của Việt Nam, tịch thu và phá đổ của họ. Nó phản ứng quyết liệt của Bộ Ngoại giao Việt Nam được đánh giá là hiếm thấy với những vụ tấn công của Trung Quốc trên biển. Thứ hai, đây là thời gian mà chính trường Việt Nam sẽ có các biến động về nhân sự cấp cao nhất. Theo kế hoạch, từ ngày 21 tháng 10, Quốc hội sẽ bắt đầu kỳ họp, trong đó có dự kiến bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Đồng thời, việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt cũng như chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần 14 đang ở giai đoạn then chốt. Do vậy, một trong những nội dung trọng tâm nhất mà Thủ tướng Lý Cường có lẽ không thể bỏ qua đó là việc phải nhanh chóng hàn gắn mối bất đồng của ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình. Hơn nữa, ông Tô Lâm vừa hoàn thành chuyến công du Hoa Kỳ gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Biden. Đồng thời, Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Cộng hòa Pháp là một thành viên của Liên minh châu Âu và thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều đó gián tiếp cho thấy có lẽ Bắc Kinh cần phải nhanh chóng phục hồi mối quan hệ bình thường cũng như tăng cường khả năng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, vì lo ngại Việt Nam ngả sang phương Tây. Có suy đoán cho rằng chiến thuật tạo sức ép lên ông Tô Lâm thông qua việc sử dụng các cá nhân và phe cánh thân Trung Quốc trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đã thất bại. Một số vấn đề khác mới đây, ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất chủ trương về việc xây dựng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Và sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt quyết tâm cao, khẳng định chỉ bàn làm, không bàn lùi. Từ đó có suy đoán cho rằng dự án đường sắt cao tốc này sẽ là một trong những nội dung trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Vì sao tình trạng người Việt Nam sang Nhật trộm cắp vẫn phổ biến? Trong thời gian gần đây, tin tức liên quan đến người Việt Nam đi làm việc hay du lịch ở nước ngoài liên tục phạm pháp trộm cắp đã khiến cho quốc tế có cái nhìn không tốt về người Việt Nam. Trước đây, cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã từng cay đắng thốt lên rằng đây là điều làm nhục quốc thể. Mới nhất vào ngày 5 tháng 10, trang báo Nikkei Asia có một phóng sự du khách Việt Nam mang hàng ăn cắp về nhà để bán kiếm lời với giá cao. Bài báo cho biết công ty Uniqlo, một thương hiệu thời trang được ưa thích tại Việt Nam, đã khiến cho các cửa hàng Nhật Bản của họ trở thành mục tiêu hàng đầu của hành vi trộm cắp có tổ chức. Tại Osaka, ba phụ nữ Việt Nam đã bị bắt vào tháng 2 năm 2024 vì tình nghi ăn cắp nhiều lần tại các cửa hàng của Uniqlo. Bộ ba người này đến Nhật bằng thị thực ngắn hạn từ tháng 6 năm 2023 cho đến tháng 2 năm 2024. Họ bị cáo buộc đã lấy tổng cộng khoảng 3.300 món đồ, trị giá khoảng 12,3 triệu yên, tức là tương đương khoảng 82.000 đô la, từ 37 cửa hàng ở khu vực Kansai quanh Osaka cũng như ở Tokyo. Vào tháng 3, bốn đàn ông và một phụ nữ Việt Nam cũng bị buộc tội trộm cắp tại cửa hàng Uniqlo tại thành phố Fukushima trên đảo Kyushu, cực nam Nhật Bản, và đã bị tuyên án treo. Những người này đã khai nhận với cảnh sát họ nhận được 170.000 đến 210.000 yên mỗi người cho một lần lưu trú khoảng 2 tuần tại Nhật Bản. Cảnh sát địa phương cáo buộc những người này đã lặp đi lặp lại quá trình đánh cắp, sau đó họ chuyển hàng cho người khác để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Những người phụ nữ này được huấn luyện và hoạt động có tổ chức rất tinh vi. Vé máy bay và chỗ ở đã được sắp sẵn và họ được hướng dẫn cách thức lấy cắp các trang phục ít cồng kềnh. Theo tờ báo Asahi, cảnh sát đã có lệnh bắt giữ một phụ nữ khoảng 40 tuổi hiện đang sống ở Việt Nam vì tin rằng bà này cầm đầu nhóm 4 nghi can kể trên. Theo mô tả, hàng trộm cắp nhiều đến mức ngày nào họ cũng phải chất đầy đồ vali. Một câu hỏi đặt ra là tại sao một số đông người Việt Nam khi ra nước ngoài làm việc tạm thời hay đi du lịch luôn tìm cách trốn ở lại và hành nghề trộm cắp, kể cả một số người đến Nhật với tư cách là du học sinh hay trao đổi hợp tác giữa hai nước cũng vậy. Lý giải tình trạng này, ngày càng nhiều người Việt Nam đến Nhật để mà trộm cắp là về tình trạng nợ nần do việc phải trả phí môi giới của các công ty môi giới đã là nguyên nhân chính. Một người Nhật gốc Việt đã định cư hơn 30 năm ở đây cho phóng viên của Thời báo.de được biết,
Do ông có khả năng nói tiếng Nhật tốt nên thường được cảnh sát địa phương mời ra làm phiên dịch trong các phiên thẩm vấn đối với người Việt Nam phạm tội. Ông cho hay, tôi là người trực tiếp nghe điện thoại, từng được biết gia đình một nghi phạm đã phải vay mượn, thế chấp ngân hàng được 200 triệu chỉ để lo lót cho anh này đi du học bên Nhật. Người nhà Việt Nam cho biết để trả nợ khoản vay 160 triệu cho ngân hàng thì nhân thân của họ bắt buộc phải ăn cắp mới có tiền để mà trả nợ. Công luận thấy rằng từ nhiều năm nay người Việt Nam vẫn mãi phải chen nhau để mà giành lấy suất đi xuất khẩu lao động mà thực chất là đi làm nô lệ lao động ở nước ngoài. Nhưng tại sao họ vẫn phải trả tiền cho dịch vụ môi giới của nhà nước để rồi phải đi ăn cắp để mà trả nợ, trong khi họ là nhân tố đóng góp cho lượng kiều hối hàng chục tỷ đô la đổ về Việt Nam mỗi năm. Vì thế xin đừng trách người lao động Việt Nam ở nước ngoài rồi bần cùng phải đi ăn trộm để mà trả nợ. Có chăng hãy trách chính quyền, vì sao lại để đa số người lao động Việt Nam phải bằng mọi cách để bỏ nước đi làm thuê? Vì sao đồng lương của người lao động trong nước không đủ sống, không thể chăm lo cho gia đình? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao tình trạng người Việt sang Nhật trộm cắp vẫn phổ biến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de